một bạn nói rất nhiều người có thắc mắc tại sao phải tung tiền khi hầu đồng tung tiền phát lộc lãng phí như vậy để làm gì có ý nghĩa gì với tâm linh nói riêng và đạo mẫu nói chung không tung tiền phát lộc khi hầu đồng có phải là việc làm mê tín không mong chương trình giải đáp vâng à, câu hỏi này của bạn rất là hấp dẫn nhưng mà tôi mà trả lời thật ra thì có phải đến hàng hàng vạn người nhảy vào ném đá đó. vì cái tín đồ thì theo cái đạo hầu uh, uh, đồng mà ném tiền ấy thì đông lắm và anh nào đi uh, ngồi xem hầu đồng cũng mong được là đến chờ cái giây phút coi uh, uh, giá đồng lên là ném tiền và nhất là ném cho mình cái tiền to thì càng tốt ngày xưa chúng tôi đi xem hầu đồng cũng ngồi chỗ đấy làm sao là đúng cái tầm tay để tung tiền nhưng mà có khi họ tung họ tung có ý của họ đấy họ không tung mà bừa bãi đâu họ tung họ thích tung cho ai để họ tung thôi nhưng mà ngày xưa thì chúng tôi à, à, mấy chục năm trước rồi cơ đi thì cũng thích cái trò là ngồi để nhặt những cái tờ tung ra à, để tung tiền đấy nhưng sau khi mình đi nhiều và mình nghiên cứu thì như bạn hỏi thì tung tiền có phải là mê tín không và tại sao khi hầu đồng người ta phải có trò này Thì sau khi chúng tôi nghiên cứu cùng với tín ngưỡng đạo mẫu Thì chúng tôi rất phản đối cái trò này Có có hồi cách đây mấy năm chúng tôi cùng một số người đi lên Dự một cái hầu đồng ở đền Bảo Hà đấy lên ấy. Xong đến cái đoạn Hôm ấy cũng có nhiều cái quan chức to tôi không tiện nói tên ngồi dưới đấy Mà hí hưởng lắm là trên nó hầu đồng xong nó ném tiền thế này nó ném tiền ở thế khác vân vân trong hôm ấy tôi cũng đã khá là cũng nóng máu này, nóng mặt tôi bảo dừng ngay đi mà không có mời công an đến bắt cho này tại sao này tiền của bác hồ này ném lung tung thế này thì mấy cái ông à, ngồi dưới chắc là cũng tai to mà lớn nhưng mà cũng giấu tên tuổi nhưng mà cũng tái mặt tôi bảo ai cho phép canh dùng tiền à quốc gia một cái ném linh tinh gọi là phát lộc thánh thần đâu có phát lộc cái kiểu này thì đây tôi cũng nói trước tung tiền phát lộc là trò mê tín nhưng tại sao họ làm mà người ta thích vì cái anh đi dự ngồi đấy mà về không cũng chán mà bây giờ ngồi đấy ít nhất một lúc nó phát nó tung ra được, được mấy chục nghìn mấy trăm nghìn thì cũng sướng cho nên là dù sao chăng nữa là người ta vẫn thích trò được À, ngồi dự tung tiền nhưng mà đi sâu vào cái việc đó thì tôi nghĩ có khi chúng ta làm hại cái cái tín ngưỡng thờ mẫu đây hẳn là vấn đề mê tín do thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh bởi vì sao chẳng có cái cớ gì nhập đồng lên để tung cái đồng tiền đó ngay cả cái thế giới ngày xưa khi vua ban yến phát độc cho các quan á, không vậy như vậy không tung tiền như vậy như vậy cho như cái kiểu của súc vật ấy tranh nhau như thế nó nghe cái đấy nó tự nhiên đến đấy người ta khởi tâm tranh cướp nhau giống như chùa triền bảo là lộc phật trong ông sư tung ra ông để một cái đống này trong mọi người phật tử đến vồ vô, vồ vô, vồ vô, vồ thế tự nhiên ở chùa à, phật dạy thương yêu trừu mến nhường nhịn lẫn nhau thì đến từ lớn đến bé đến đấy là vồ là cướp giật có khi thằng nọ trèo nó người thằng kia một cái những miếng bánh bánh kẹo cha khoa quả như vậy tự nhiên người nọ dẫm đặt người kia nó thành toe toét ra trong mỗi người vô uh, vơ vào trông như cái bọn cướp giật thực ra cái hình ảnh ấy giống hệt cái bọn đó. chúng sinh viên cướp ma quỷ ăn cướp thôi chứ làm sao cái lộc thánh lộc phật nó lại như thế tung ra cho mọi người vô như vậy Thì biến từ một cái người lương thiện Đến cửa đồng, cửa phủ, đến cửa Phật Trở thành cái bọn đi ăn cướp Tranh giành nhau như thế Ơ, vậy sao tôi nghĩ Trần mình tôi chết rồi Người đến cửa Phật, người đến cửa Thánh, cửa Hầu Đồng Tự nhiên biến thành kẻ giành giật đi ăn cướp Và chúng tôi tự nhiên hình dung lại Nếu như chúng ta là cha là mẹ Chúng ta gọi con đến chơi ngày nọ ngày kia các con cháu đến nhưng liệu cha mẹ nào có tung tiền ra để cho các con các cháu đi vồ thế không? Đứa lớn vồ của đứa bé như thế không? Không có đâu. Nếu như có mừng tuổi đứa này đứa khác cũng trân trọng cho đứa này vào phòng bì và ơi con xin hạ ngoan này thế này thế khác. Cái tiền này này con đi mua sách mua bút nhá rồi cái thứ này là cái này là mua khăn quàng đứa này đi mua áo nhé, cái này là đưa đừng đi mang cái tiền này để đi chơi đề chứ đó tức là khi người cha người mẹ ngay cả tết nhất đi mừng tuổi con cháu cũng có nguyên tắc của nó lâu mà tung ra thế này xong cho con cháu vào vồ đứa nọ trèo đầu lên đứa kia để tranh cướp thế thế thì làm sao mà dạy được chúng ai là các chúng anh phải thương yêu nhau phải nhường nhịn nhau nhá thì có phải chúng ta lại khởi lên cái tâm cướp giật có đời thủa là sao ngày xưa kể cả cái triều đình người ta à, ban nộp á là cho các quan đến ngồi xong là múa hát xong là đưa cho từng các quan rồi cho ăn yến ăn tiệc rồi bưng đến tận nơi để cho mọi người về quỳ xong là nhận xong đón quỳ được tạ ơn thế này thế khác chứ đâu phải là cho, cho cướp giật như thế không có chuyện đó cho nên ban nộp kiểu đấy là xúc phạm đến cái thế giới thiêng liêng và xúc phạm ngay cả thánh mẫu thánh mẫu làm sao gọi các con về mà để để cho các con cướp giật như thế, Đó. chưa kể cái đồng tiền đấy cái đồng tiền lại cướp giật kiểu ấy. Cho nên là nếu như có ban lập ngày xưa tùy theo công trạng công trạng nhá mới ban lập Lúc này đánh trận thì ban cho cái này, anh kia học hành thì ban cho cái kia, anh nay phải đà, ra trận thì ban cho một cái thánh À, gươm báu anh này thì học hành ban cho cái gọi bút anh cái bút nghiên anh này, này làm nông để ban cho à, cái à, giống dâu rồi là ngô quý tức là mỗi anh tùy theo anh nghệ sĩ thì ban cho cái cây đàn quý tức là mỗi anh tùy theo cái sở trường nguyện vọng mà vua ban cho vậy thì ngày xưa mẹ dặn về các con đứa nào ở trên rừng thì trồng cây ra sao đứa nào dưới à, đồng bằng thì cho giống lúa gì đứa nào đi biển thì cho cái gì tức là tùy theo cái công việc mà ban độc ban cho cái gậy ban cho cái à, cần câu không phải ban con cá đi cướp giật như thế ngày xưa ban lộc cái gì tùy cái công việc tùy cái con người từ con công danh mà ban lộc ở đây được cứ lớn bé tới đây nhảy xuống bồ thì à, chúng ta hiểu sai về ý nghĩa ban lộc của các bậc thánh rồi và tại sao mọi người thích Bởi vì ai cũng được vô Như vậy thì chúng ta thấy rằng Biến từ những người nhường nhịn văn hóa Hầu đồng là văn hóa Cao siêu Văn hóa lương thiện Nếu như nhập các giá thánh mẫu về Là như người mẹ Về với các con vậy Thương yêu đùm bọc Dạy con những điều hay lẽ phải Bây giờ để tung ra để cho nó đi cướp Làm gì có cái chuyện như thế Đấy là xúc phạm với tín ngưỡng thờ mẫu Mẫu không có chuyện đó Tôi nói được tôi về quê hay là mẹ có đói khát đi chăng nữa Nó có một cái nồi khoai, rổ khoai Cũng không muốn các con tranh cướp nhau để làm là chen cướp một cái rổ, rổ khoai mẹ để xuống là chúng nó là à, làm tung tóe rồi đứa nọ vồ đứa kia Mẹ không đồng ý cái việc đó các con ngồi im rồi mẹ chia cho từng đứa một chứ không để con tranh cướp như thế Đây là rủ khoai đấy con thế Huống chi lại tiền lại như vậy mà trong khi đó vào hầu đồng thánh mẫu Mẫu để tung ra như vậy thì chúng ta xúc phạm đạo mẫu Không có chuyện thế Chúng ta phải cải tiến à, Chúng ta phải Không phải cải tiến mà chúng ta phải Bỏ những cái sáng tác Không đúng về đạo mẫu Đấy là cái trò các vị mới mọc ra mà thôi Chứ ban lộc thánh mẫu ngày xưa không ban như vậy Mà tùy theo nghề nghiệp mà ban anh đi học thì ban cho cái bút cái nghiên anh đi nằm ruộng thì ban cho cái gì cái hạt giống anh đi rừng trồng hom sắn hom dâu vân vân rồi mỗi anh một việc mỗi anh một cái sở trường mà ban cho những cái lộc khác nhau đâu có phải tung ra như thế cho nên chúng ta đã ảnh hưởng đến tín ngưỡng thờ mẫu đó ảnh hưởng chưa kể những cái tư cách về cũng lôm nhôm tôi đã là tư cách thờ mẫu hiện nay tôi nhìn thì các giá đồng cứ bắt chiếc nhau sáng tác là những câu nói câu hát để chung là nhảm nhí tôi gọi là nhảm nhí vì sao thánh mẫu ngày xưa đâu sáng tác ra cái chuyện những cái câu nhảm nhí như thế mẫu là một người mẹ cơ mà về bán những câu từ bi và không hát câu nhí nhôm. thậm chí có những người về hát cái câu đã nhí nhố rồi thì có người về lại vắt vẻo và vắt vẻo lên xong là ngồi là hút thuốc phì phèo. Tôi nói cái những giá đồng nào lên hút thuốc phì phèo, đó là cái giá đồng lai căng và sáng tác ra một cách bậy bạ xúc phạm đến tín ngưỡng thờ mẫu và thờ tứ phủ. Ngày xưa các vị ngày xưa chúng ta từ cái thời đạo tín ngưỡng thờ mẫu từ cái thời hùng vương á đâu có phải thuốc lá hút tùy theo có mới có từ thời khi mà pháp thuộc sang mới làm thuốc lá thôi chứ ngày xưa đâu có thuốc lá như vậy mà hút tùy theo mà chúng ta diễn lại gọi là chúng ta diễn kịch lại cũng không đúng cái kịch bản nhà chỉ cái thời truyền thống xa xưa Đó. thứ hai nữa là chúng ta thấy thuốc lá phì phèo rồi đã đành rồi vung vít rồi về cái đập phịch 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 như thế này tôi nói kể cả như chúng ta thấy không nói thời xa xưa thời gần đây bác Hồ hay bác Giáp về gặp nhân dân về gặp dân chúng từ hòa bác hồ về như là à, ông về gặp cháu cha về gặp con mọi người quây quần chứ đâu phải dùng cái hình thức hoạnh hoẹ rồi bác giáp là tướng chúng ta hùi hoành tráng thể hiện vũ khí hậm hoẹ với địch chứ đâu về về bác giáp về với dân về có cái này cái bịch, bịch thế này xong rồi oai mang cho múa may quay quần như thế làm sao có chuyện ấy đây là về về với dân mà về với con cháu về với đồng bào mà chứ có về với kẻ thù đâu mà thể hiện cái mét thung hăng rồi là thế nọ thế kia rồi là trận à, à, mắt trận mũi lên rồi khuỳnh khoàng như thế rồi phun phì phì làm mất cái vẻ trang nghiêm thanh tịnh và cao quý bởi vì sao tuy là các vị thần nhưng mà là từ dân mà ra rất gần gũi với gọi là bề trên nhưng mà rất gần gũi Đấy. như bác hồ chúng ta gần gũi với dân bác sáp cũng vậy những tướng lĩnh của chúng ta gần gũi với dân thương yêu dân như con nhưng tại sao về hoạnh hoẹ trông có vẻ khoanh trạng mà nghĩ ra cái động tác hoạch hoẹ như thế này cả múa đao múa súng Ê, nó buồn cười lắm cho nên là sáng tác không phải lối chưa kể những câu đúng nhé nó nhảm nhí và nịnh bợ một cách à, nếu như các quan mà được nghe những câu nịnh như vậy thì nó là sàm sợ quá cho nên là lời lẽ nó phải tinh tế phải cao thượng và thể hiện cái lòng từ hòa từ bi của cái đấng mẫu nghi rồi các vị quan cũng vậy cũng phải quan là gì hiền nương với nhân dân và kiên quyết với kẻ thù chứ không phải về với nhân dân cũng hoành hoẹ như vậy đi coi như là cũng uh, huynh hoang vách khoác như thế cho nên là ngay cả cái chuyện chúng ta sẽ nhiều cái chủ đề mà đã sai hiện, diễn sai diễn sai về tín ngưỡng thờ mẫu làm cho như vậy là tôi nói nhất là người nước ngoài tôi có một hôm tôi dẫn người nước ngoài đi mà người ta rất buồn cười người ta bảo tại sao người, người Việt Nam ngày xưa các quan chức hiếu chiến đấy rồi là về để lấy tiền để tung trả trả trách nào mà Việt Nam cứ hối lộ là phải cứ tiền tung ra thế là bắt đầu nhào ra cướp như vậy thì chúng ta thấy hiểu sai về tín ngưỡng nhân việc bạn nói cái việc này là tung tiền tôi nói việc tung tiền không đúng với tín ngưỡng thờ mẫu và đây là để làm cho hấp dẫn thôi làm cho mọi người thấy thích đi và thấy được mà nhất là cái giá đồng nào mà có nhiều tiền mà tung lên là người ta thích nắm, lần sau đi hò reo rồi ngồi nghe xung quanh rồi rung đùi rung chiếc là hát hò rồi thổi lửa phì 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 làm diễn giỏ rất nhiều trò lạ múa may quay ngoáy mông ngoáy đít vân vân làm cho mất cái trang nghiêm của cái tín ngưỡng thờ mẫu cho nên tung tiền tôi cũng có sẽ đề nghị với bộ văn hóa nghiêm cấm cái việc thờ mẫu à, thờ các giá đồng là lên là tung tiền rồi để cho mọi người vồ gấp như vậy. Thứ nhất là chúng ta coi thường cái đồng tiền của quốc gia của chúng ta. Thứ hai là biến những người ngồi dự trở thành những cái người mà gì đi cướp giật, đi cướp giật đấy, ham những cái chuyện đấy, kích thích cái sự ham muốn tranh tranh cướp lẫn nhau và điều đó sẽ làm cho cái xã hội của chúng ta uh, thảo nào trong những năm gần đây cái chuyện hối lộ, tranh cướp, tranh chức tranh quyền nó đã xảy ra cũng từ cái văn hóa hầu đồng văn hóa mà cái hậu đồng này là mới thôi chứ còn cái hậu đồng ngày xưa nó chúng tôi thấy là cái về trong đọc những lịch sử nó trang nghiêm trang nhã và nó cao thượng lắm nó thể hiện cái lòng từ bi gọi là mẫu mẫu gì mẫu thiên mẫu thượng ngàn này mẫu thoải vân vân toàn đợi các bậc mẫu từ bi về à, à, giáng sinh thì làm những điều gì dạy cho dân điều gì phải từ hòa ra làm sao người mẹ mà đấy mẫu là người mẹ mà người mẹ dạy dân như thế nào thì nó phải thể hiện người mẹ chứ không phải là đi làm một những cái trò làm mất uy danh của người mẹ các quan về cũng vậy các cái giá đồng các vị quan về cũng là gì thể hiện sự hống hách huynh hoang với nhân dân cái này không đúng mà với quan các cái quan về với địch với khác còn quan phụ mẫu là cha mẹ của dân mà nên sao lại có cái hành vi như thế được cho nên là cái việc mà tín ngưỡng thờ thờ, mẫu tín ngưỡng thờ tứ phủ là chúng tôi không có phản đối việc đấy đến là việc tín ngưỡng của chúng ta đã có từ hàng ngàn năm nay chúng ta trân trọng nhưng trân trọng không có nghĩa là chúng ta để cho mọi người là à, gọi là 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 làm ô uế cái tín ngưỡng thờ thánh mẫu làm cho lệch lạc lệch lạc cái văn hóa đi rồi làm tùy tiện mỗi một giá đồng sáng tác một kiểu chưa kể cái quần áo bay có như lòe loẹt sặc sỡ không giống như ngày xưa, không giống hoàn toàn là, là trang hoàng những cái lòe loẹt đó à, là à, cậy có nhiều tiền của trang hoàng những quần áo cho nó thật đẹp thế nọ thế kia rồi này, cái trang phục đã đành rồi lễ nghi sáng tác ra rất nhiều điều không giống như là là các vị thánh mẫu ngày xưa thánh mẫu ngày xưa như thế nào chúng ta phải nghiên cứu lại và thể hiện cái vai cho nó đúng. Các quan ngày xưa cũng vậy Thể hiện cho nó đúng Chứ không phải nặn ra một cái hình ảnh quan về để quát nạt huynh hoang Rồi mẫu về ngoáy múa ngoáy nọ ngoáy kia Xong rồi tung cái tí tiền ra để mà mà mê hoặc dân chúng cho mọi người cướp giật như vậy Thì tôi nói là sai về chánh pháp Sai về tín ngưỡng truyền thống Về thờ mẫu của dân tộc ta Có từ hàng nghìn đời Thậm chí có từ thời hương Vương cho nên là trân trọng Không có nghĩa là chúng ta để cho mọi người xúc phạm Để bịa ra Những cái chi tiết mới Trong cái việc hầu đồng Đấy, Thì tôi đề nghị Với các vị Bộ văn hóa cũng như các nhà nghiên cứu Chúng ta xoay lại Viết lại những kịch bản Những cái lời và những động tác Những nào mà nó nhí nhố Nó không đúng chúng ta phải trình vấn lại Thì tôi nói điều này Chắc là nhiều các bạn mà hiện nay đang hầu đồng đang tung tiền ra chắc là đang vào ném đá đấy nhưng không sao chúng ta yêu tôn trọng tín ngưỡng à, hầu đồng và tín ngưỡng hầu tam phủ thì chúng ta phải trả lại những cái nguyên bản trả lại những cái cao quý trả lại những cái cao đẹp để cho mọi người trong và ngoài nước nhất là khách nước ngoài đến thấy cái nền văn hóa của việt nam sao nó cao đẹp thế nó dung dị thế ví dụ tôi dẫn các bạn tôi đến nghe quan họ bắc ninh họ phục lắm ui sao? cái, 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 nền văn hóa của đấy nó cứ tha thướt rồi nền anh nền chị nói năng nói chung là nó à, kéo đi có lại dùng rằng về còn không muốn vì nó tha thiết lắm nó làm cho con người ta say đắm lắm nó dịu dàng lắm chứ bây giờ xong đổi sang cái hậu đồng là cái giật đùng đùng như như vậy chúng ta làm sai làm sai nhé làm sai cái văn hóa hầu đồng làm cho người nước ngoài người ta hiểu về văn hóa hầu đồng người cốt lõi dân tộc việt nam là sai cho nên tôi ngày xưa mẫu thân tôi còn ấy, rất thích đi hầu đồng nhưng mà cái cách tư duy của các cụ ngày xưa nó dung dị lắm à, nó từ hòa lắm ấy. chứ nó không như bây giờ nhiều người lại còn cậy nhiều tiền nhiều của xong là làm cho nó méo mó cái văn hóa hầu đồng đi thì tôi thấy là cái này chúng ta phải suy nghĩ đại và kết luận lại cái lời hỏi của bạn là việc tung tiền đúng hay sai đàm mê tín vì các bậc thánh mẫu không làm điều đó có ban lộc cũng không ban kiểu đấy và chính chúng ta tung tiền như vậy làm hư những người đi dự và làm hư cái nền văn hóa à, và thanh lịch của chúng ta đấy, chưa kể một số cái động tác nữa những hành vi nữa chứ làm mất cái à, cái trang nghiêm cái cao quý của cái bậc thánh đi. Bậc thánh à, chúng ta nên nhớ là đóng vai các vị thánh ấy thì trong tâm chúng ta cũng phải thánh thiện. Chứ không phải cái tâm phàm phu tục tử như vậy. Thì cảm ơn bạn và tôi chắc rằng nhiều người nghe cái chương trình này à, thì những cái cái bậc trân trọng, cái văn hóa hòa đồng người ta cũng sẽ cảm À, người ta sẽ cảm ứng với lời của tôi nhưng những người mà hiện nay đang hầu đồng tung tiền rồi nhảy nhót linh tinh chắc là không hài lòng thì tôi xin lỗi các quý vị nếu có điều gì các quý vị không hài lòng nhưng nếu như chúng ta yêu văn hóa hầu đồng chúng ta phải nghiên cứu lại cho phải điều chỉnh lại từ trang phục cho đến hành vi cho đến các cái lời à, trong cái à, à, cái giá, giá giá đồng thì cảm ơn các bạn